trả lời câu hỏi 64. Những gì đã qua sẽ trở thành vốn sống của con. Câu này dạy đức tích lũy hiếu sinh ý hành. Muốn làm chủ nghiệp báo nhân quả thì mỗi ngày phải tích lũy lòng yêu thương của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, đừng bỏ qua một phút giây nào cả. Lúc nào cũng siêng năng chuyên cần tích lũy lòng yêu thương của mình đối với cỏ cây, đất đá, các loài động vật, dù con vật nhỏ nhất, chúng ta cũng quan tâm để góp nhặt thêm lòng thương yêu. Ngày nào cũng góp nhặt, giờ nào cũng góp nhặt, phút nào cũng góp nhặt. Có siêng năng tu tập góp nhặt như vậy thì chúng ta mới trở thành đức hiếu sinh, và đức hiếu sinh mới trở thành chúng ta. Bởi có tu tập như vậy một tháng, hai tháng hoặc ba tháng, năm tháng hay một năm, hai năm hoặc năm năm, thì mới thành một thói quen đạo đức hiếu sinh. Chừng đó không nói ra thì thôi, mà đã nói ra là nói lời êm ái, dịu dàng, nhẹ nhàng, ôn tồn, nhã nhặn, làm cho người nghe có thiện cảm ngay liền. Còn những lời nói sai, nói xấu người, nói oan ức người, nói lời không đúng sự thật, nói lời hung dữ, chửi mắng, mạ lị, mạt sát người thì không bao giờ nói, vì đó là những lời nói độc ác. Những lời nói như vậy là những giọt máu đau khổ của người khác. Cho nên khi nói ra cần phải cẩn thận, dè dặt, không được nói ra những lời ác như vậy. Người có đạo đức hiếu sinh không thể có những lời nói như vậy. Những người không học tập rèn luyện đạo đức hiếu sinh thì thường tích lũy những lời nói ác, thiếu đạo đức, thiếu văn hóa. Hằng ngày thường huân tập nên nó đã thành một thói quen thiếu đạo đức. Khi họ không nói ra thì thôi, mà đã nói ra thì nói những lời thô ác, hung dữ, bẩn thỉu, chửi bới, thề thốt, vân vân. Người có huân tập đạo đức hiếu sinh thì mỗi hành động đều chững chạc cẩn thận, không vội vàng hấp tấp, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, không bao giờ có thể để sơ sót dù một hành động nhỏ nhặt nào, nhờ đó mà thể hiện đức điềm đạm. Bởi sự tu tập rèn luyện nhân cách nào cũng bắt nguồn từ sự tích lũy đức hạnh. Nếu không tích lũy thì không bao giờ có tình thương yêu. Cho nên đức tích lũy hiếu sinh rất quan trọng và cần thiết để trở thành một lòng yêu thương chân thật. Chỉ có lòng yêu thương chân thật mới giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp, mới giúp chúng ta thành tựu con đường tu tập giải thoát và ra khỏi sự khổ đau của kiếp người. Hỡi các tu sinh, có nghe thấy lời dạy này không? Ngay bây giờ, chúng ta đừng bỏ phí một thời gian nào cả, dù một sát na, vì thời gian trôi qua không lấy lại được. Được thân người là khó, gặp được chánh pháp còn khó hơn, cho nên thời gian hiện giờ rất là quý báu vô cùng. Như chúng ta đã biết, học đạo đức không phải là học thuộc lòng, mà là một sự tích lũy từng hành động đạo đức để huân tập thành một thói quen đức hạnh, nhờ đó mới biến chúng ta thành thánh hiền. Trả lời câu hỏi 65. Cuộc sống không có điều gì mất đi mà không mang đến cho ai đó điều gì mới mẻ, bổ ích hơn. Câu này dạy đức hiếu sinh làm thay đổi cuộc sống ý hành. Như chúng ta đã biết, một thiện pháp tăng trưởng là một ác pháp bị tiêu diệt. Cho nên trong câu hỏi, lời người mẹ khuyên con rất tuyệt vời. Cuộc sống không có điều gì mất đi mà không mang đến cho ai đó điều gì mới mẻ, bổ ích hơn. Đúng vậy, càng sống trong đức hiếu sinh thì ác pháp sẽ bị triệt tiêu để thay thế vào một thiện pháp, một lòng thương rộng lớn vô bờ bến. Điều này là một điều tất nhiên, vì đúng theo quy luật duyên hợp của nhân quả, cái này diệt thì cái kia sinh, cho nên sự sinh diệt liên tục. Do hiểu biết quy luật nhân quả duyên tan hợp, nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Vì thế, các pháp của Ngài dạy tu tập đều là giới luật đức hạnh thiện pháp để làm thay đổi sự sống trên hành tinh này. Nhưng con người không hiểu giáo pháp của Phật nên bỏ giới luật đức hạnh không tu tập, mà lại tu tập theo các pháp thiền và các pháp cầu cúng, tụng niệm kinh, chú theo ngoại đạo Bà La Môn. Từ đó giới luật đức hạnh của Phật giáo chỉ còn tụng đọc suông chơi, chứ chẳng có ý nghĩa tu hành đạo đức gì cả. Thật là quá uổng.
có của báo mà không biết giữ gìn, không biết sử dụng. Trả lời câu hỏi 66. Nếu con chưa tìm được, thì con hãy suy nghĩ sâu sắc, tĩnh lặng để nhận ra điều đó, và đừng lãng phí thời gian một khi con đã hiểu. Câu này dạy đức tĩnh lặng hiếu sinh ý hành. Chỉ có sự tĩnh lặng trước mọi khó khăn gian khổ, trước mọi ác pháp nghiệt ngã, thì chúng ta mới đủ sức thực hiện đức hiếu sinh. Còn nếu thiếu sự tĩnh lặng, thì chúng ta không đủ trí sáng suốt. Không đủ trí sáng suốt, thì lúc bấy giờ chúng ta có dùng đức hiếu sinh cũng chỉ là phương pháp ức chế tâm mà thôi. Vậy muốn có sự tĩnh lặng thì phải tu tập phương pháp nào? Muốn có sự tĩnh lặng thì phải tu tập pháp môn định niệm hơi thở đề mục thứ 7. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Tác ý câu này xong, liền hít thở 5 hơi thở, rồi tác ý trở lại. Cứ như vậy tu tập 30 phút. Tu tập thấy không có vọng niệm khởi, thì tác ý lần đầu, rồi để tự nhiên tâm biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng. Lúc bấy giờ, chỉ còn một sự tĩnh lặng sáng suốt vô cùng. Tu tập như vậy chỉ nên kéo dài sự tĩnh lặng trong 1 giờ, chứ không nên tu tập nhiều hơn nữa. Sức tĩnh lặng trong 1 giờ đủ sức giúp chúng ta sử dụng đức hiếu sinh để chuyển hóa, làm thay đổi nhân quả ác thành nhân quả thiện, cuộc sống đang khổ đau thành cuộc sống an vui và hạnh phúc. Sự tu tập có lợi ích lớn như vậy, vì thế chúng ta phải cố gắng tu tập cho nhiều hơn nữa. Hằng ngày, lúc nào cũng tìm mọi cách để sống với đức hiếu sinh từ thân, khẩu, ý. Luôn luôn đều thể hiện đức hiếu sinh, không được bỏ qua một giây phút nào cả. Mỗi phút giây đi qua mà không tu tập là quá uổng. Trả lời câu hỏi 67. Những gì con cho đi hôm nay từ trái tim, chắc chắn con sẽ nhận lại được từ trái tim ngày mai hoặc sau này. Câu này dạy đức bố thí hiếu sinh ý hành. Chúng ta hãy ban tình thương cho mọi người, thì điều đó chắc chắn mọi người sẽ học tình thương của chúng ta, và vì vậy mọi người sẽ ban tình thương lại cho chúng ta. Trong áo nghĩa thư có dạy, từ tình thương chúng ta được sinh ra, do tình thương chúng ta được nuôi lớn, nhờ tình thương chúng ta được an vui. Đức hiếu sinh là một bài học đạo đức thứ nhất trong giới luật của Phật giáo. Bài học này có một giá trị và lợi ích rất lớn đối với những người tu hành làm đệ tử Phật. Nếu ai muốn tu hành để tìm cầu sự giải thoát, làm chủ sự sống chết, thì phải áp dụng giới luật đức hiếu sinh này ngay từ lúc bắt đầu học đạo đức hiếu sinh. Bài học đạo đức hiếu sinh này, bất cứ một hành động nào nơi thân, khẩu, ý của mình đều phải được áp dụng ngay liền, thì ngay đó sẽ tìm thấy được sự an vui. Và vì vậy, không còn có một ác pháp nào tác động vào thân tâm chúng ta được nữa. Hôm nay, chúng ta được học và tu tập rèn luyện đạo đức hiếu sinh, thì hãy cố gắng tu tập rèn luyện hết sức mình. Vì đức hiếu sinh là mạng sống của chúng ta, mất đức hiếu sinh là chúng ta mất mạng. Cho nên phải siêng năng chuyên cần tu tập rèn luyện đừng biến trễ. Sau khi mất thân rồi, không biết có còn sinh làm người nữa được hay không? Nếu được sinh làm người, mà biết có may mắn gặp được chánh pháp đạo đức này hay không? Ngàn năm một thuở, chúng ta hãy nhìn lại đi. Hiện giờ có bao nhiêu người về tu viện tu học đạo đức? Còn biết bao nhiêu người, hàng vạn triệu triệu người không nghe không biết đạo đức này, thì lấy chi tu tập để thoát ra 6 nẻo luân hồi, để chấm dứt sinh tử khổ đau? Trả lời câu hỏi 68. Và con đừng chỉ cầu mong ước mơ không, mà hãy hành động, hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Câu này dạy đức giản dị và chân thành hiếu sinh ý hành. Đức hiếu sinh giản dị và chân thành, lúc nào nó cũng gần gũi bên chúng ta. Chúng ta dễ xa lìa nó, chứ nó không bao giờ xa lìa chúng ta. Hễ chúng ta cần là nó có mặt ngay liền. Chỉ vì tâm chúng ta còn tham, sân, si, mạn nghi quá nhiều, nên đức hiếu sinh phải đành biến mất. Một người tu hành sống giản dị, ít muốn biết đủ, đó cũng là thực hành đức hiếu sinh thương mình, thương người. Một người sống với đời sống 3 y 1 bát, đi xin ăn ngày 1 bữa, ai cho gì ăn nấy không khen chê, đó là đức hiếu sinh thân hành.
Một người tâm hồn phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, tâm lúc nào cũng thanh thản, an vui và vô sự, đó là đức hiếu sinh. Một người sống độc cư trầm lặng một mình trong thất, tu tập định niệm hơi thở, tu tập chánh niệm tỉnh giác, tu tập thân hành niệm, tu tập tứ niệm xứ, đó là người sống với đức hiếu sinh thân hành. Ăn ngày một bữa, sống biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi người, đó là người sống với đức hiếu sinh thân hành, ý hành, khẩu hành. Mọi hành động thân, khẩu, ý hành đều không làm khổ chúng sinh, đó là sống với đức hiếu sinh thân, khẩu, ý hành. Đức hiếu sinh rất giản dị và chân thành với mỗi hành động của chúng ta. Vậy nó có gì khó áp dụng vào đời sống của chúng ta đâu? Chỉ chúng ta có quyết tâm quyết chí tìm cầu sự giải thoát ra khỏi con đường sinh tử luân hồi, thì hằng ngày chỉ có gia công thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Còn không quyết tâm quyết chí rèn luyện đức hiếu sinh, thì chúng ta đành chịu, đành chấp nhận khổ đau. Tu hành không khó, chỉ khó là chúng ta chưa muốn bỏ những dục lạc ở thế gian, nhất là chúng ta còn quyến luyến, chưa muốn bỏ danh lợi vật chất thế gian mà thôi. Cho nên xả bỏ buông xuống không phải khó. Chúng ta biết rất rõ đời còn có nhiều vật chất đầy cám dỗ dục lạc. Nhưng chúng ta có biết đâu những dục lạc thế gian là những thuốc độc. Ví dụ, ai cũng biết rượu, thuốc lá, thuốc phiện, sắc dục là những chất độc dễ khiến cho cơ thể thành bệnh tật. Nhưng mấy ai tránh khỏi, không vướng thứ này thì vướng mắc phải thứ kia. Thật là đáng buồn, biết độc mà không muốn bỏ. Ai cũng biết thân tâm này vô thường, là khổ, là vô ngã. Không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thế mà có mấy ai bỏ nó được chưa? Biết mà không bỏ, không dẹp nó được, thì cái biết, cái nói của chúng ta cũng như con chim học tiếng người, chứ có ích lợi gì, phải không hỡi các tu sinh? Vì bỏ không được nên mọi người phạm giới, phá giới, nên không áp dụng đức hiếu sinh vào cuộc sống hàng ngày. Do đó sự đau khổ lại càng đau khổ nhiều hơn. Hơn 3 tháng học đạo đức đã trôi qua, chúng ta không sống với đức hiếu sinh được là tệ lắm, phải không các tu sinh? Trả lời câu hỏi 69. Con hãy tin là cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người, với tất cả những gì mà con có thể làm được và nên làm. Câu này dạy đức nhân quả hiếu sinh ý hành. Ai cũng biết quy luật nhân quả điều hành tất cả vạn vật trong vũ trụ, không một vật gì vượt qua khỏi sự điều hành này. Nhưng có một hành động đức nhân quả hiếu sinh ý hành, thân hành, khẩu hành sẽ không những vượt qua mà còn làm chủ quy luật nhân quả này. Quý vị có tin lời nói này không? Đức hiếu sinh như quý vị đều biết, nó là tâm từ bi hỷ xả của Phật giáo. Nó là một phương pháp làm chủ nhân quả thân hành, khẩu hành và ý hành của mọi người. Nếu một người quyết tâm tìm cầu sự giải thoát thì phải thấy giá trị của đức hiếu sinh này. Biết giá trị giải thoát của nó như vậy thì không thể nào tu tập lơ là, tu tập lấy có, mà phải tu tập thật sự, tu tập hết sức mình và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tu tập đức hiếu sinh phải tích cực, nỗ lực áp dụng đức hiếu sinh vào từng hành động, lúc làm việc, lúc nói chuyện với mọi người, cũng như lúc ở trong thất một mình, lúc ăn cơm, lúc uống nước, lúc ngồi chơi một mình, vân vân, lúc nào cũng tu tập. Như quý vị đều biết, đức hiếu sinh là đệ nhất thiện pháp của tất cả thiện pháp, nên khi nó hiện hữu thì không có ác pháp nào mà không có chuyển hóa được. Đó là đứng về mặt nhân quả. Còn đứng về mặt đạo đức thì nó là một hành động đạo đức nhân bản cao thượng đẹp đẽ tuyệt vời. Nó đi đến đâu là đem đến sự an vui cho mọi người, mọi loài vật đến đó. Trả lời câu hỏi 70. Con hãy tin vào điều kỳ diệu và mầu nhiệm của tâm hồn con người, của cuộc sống, và nhất là tin vào chính con. Một ngày mới sẽ mở ra cho con. Câu này dạy đức tự tính hiếu sinh ý hành. Bản tuyên ngôn danh dự của loài người mà cách đây hơn 2.550 năm
Đức Phật đã dõng dạc tuyên bố: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Bốn câu kệ này có nghĩa là: trên trời dưới trời khắp trong thế gian, ta người duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết. Vậy chúng ta là con người như Phật, Phật đã làm chủ sinh già bệnh chết được, thì chúng ta cũng làm chủ sinh già bệnh chết được. Một lần nữa Đức Phật đã dạy chúng ta: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng dẫn đường mà thôi. Lại một lần nữa Đức Phật đã dạy chúng ta: đừng tin ai, hãy tự tin mình, hãy lấy mình làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa vững chắc. Chúng ta hãy tự tin vào lòng yêu thương của chúng ta sẽ chuyển hóa và làm thay đổi nhân quả sự sống của chúng ta hiện giờ. Chỉ có đức tin nhưng không tin vào ai cả, mà hãy tin nơi mình. Mình là con người, mà con người sẽ làm nên những chuyện vĩ đại. Điều này quý vị có tin không? Một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và còn biết bao nhiêu vị A-la-hán nữa, họ đã làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được như họ. Tóm lại, bài học này đã dạy cho chúng ta ở mọi góc độ đức hạnh hiếu sinh qua lời dạy của người mẹ, nói lên lòng thương yêu cao cả như trời biển. Nhạc sĩ Y Vân với bài Lòng Mẹ đã nói lên được tình thương cao cả của người mẹ. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào. Nói đến lòng yêu thương thì lòng mẹ thương con là tuyệt vời. Mẹ rất nhớ thương con, nhưng sợ có mẹ một bên thì lòng con sẽ yếu mềm, không vượt qua những khó khăn, những khúc quanh trong cuộc đời đang chờ con. Con buồn khổ thì mẹ có vui đâu, con gặp tai nạn thì mẹ khóc hết nước mắt, con bệnh tật thì mẹ thức suốt đêm bên con. Tất cả những hành động này là lòng yêu thương của người mẹ. Chúng ta hôm nay học đạo đức hiếu sinh là học tình thương của một người mẹ. Dù con mình như thế nào, nó cũng là con mình. Phải yêu thương tận tình, phải giúp đỡ nó hết sức mình để cho nó vượt qua những lúc gặp chuyện khó khăn, gian nan, khốn khổ. Chúng ta sống với lòng yêu thương mọi người, mọi vật như lòng thương của người mẹ thương con. Người hung ác nói xấu, mạ lị, mắng chửi, mạt sát chúng ta, chúng ta nghe thấy những điều nói xấu ác đó rất rõ ràng, nhưng tâm chúng ta lại nghĩ rằng những điều nói xấu ác đó là nhân quả, mà người nói ấy đang bị nhân quả sai khiến. Vì vậy chúng ta nên thương họ nhiều hơn, vì họ là người đang đau khổ, họ là người đáng thương. Trong lúc đó, nếu chúng ta chỉ cần hiểu sai lòng thương yêu một chút xíu là tâm phiền não của chúng ta nổi lên, chỉ một chút xíu thôi là chúng ta cũng bị nhân quả chi phối ngay liền. Chúng ta biết chắc người đang bị nhân quả sai khiến như vậy, họ là người đang đau khổ ghê gớm lắm. Vì vậy, chúng ta nên khởi lòng yêu thương họ như người mẹ thương con. Lòng yêu thương ấy sẽ giúp chúng ta chuyển đổi nhân quả một cách dễ dàng. Chỉ có lòng thương yêu thật tình như mẹ thương con thì nhân quả không còn tác động vào tâm chúng ta được, và chúng ta sẽ sống thanh thản, an lạc và vô sự. Trên đường tìm chân lý, quý vị đừng nghĩ rằng nó quá xa vời. Nó không xa vời đâu, nếu quý vị dốc lòng thực hiện đúng đạo đức hiếu sinh trong cuộc sống hàng ngày thì mục tiêu sẽ đạt được, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Sau 3 tháng học đạo đức hiếu sinh, chúng tôi tin chắc rằng quý tu sinh đều có những kết quả chứ không phải không. Có một cậu bé ra công đào một cái hố, một người đi ngang qua hỏi: cháu đào hố để làm gì? Cậu bé trả lời: cháu định đào con đường đi xuyên qua trái đất. Cháu làm một điều không tưởng. Cậu bé chỉ tay vào đống đất đá và nói: dù cháu không đào được đến bên kia trái đất, nhưng cháu cũng giúp ba cháu có đất đá xây nhà. Mục tiêu của cậu bé có thể quá xa vời, nhưng nó đã làm cho cậu bé dốc lòng thực hiện. Và đó chính là ý nghĩa của mục tiêu. Mục tiêu sẽ làm cho ta đi đúng hướng mà ta đã chọn.
nhưng không phải lúc nào ta cũng hoàn thành tốt đẹp những điều đã đặt ra. Không phải mối quan hệ nào cũng bền vững, không phải tình yêu nào cũng vĩnh cửu, không phải nỗ lực nào cũng được đền bù, không phải ước mơ nào cũng thành sự thật. Nhưng khi không đạt được mục đích, ta có thể nói: đúng, dù không thành công, nhưng hãy nhìn xem ta có được gì nào. Hãy nhìn những thứ tuyệt vời đã đến với ta trên chặng đường ấy. Nó đã bù đắp cho những nỗ lực của ta vì không nản chí. Khi chiến đấu cho mục tiêu của mình là khi ta sống thật nhất. Và tôi cho rằng chính niềm vui trên từng chặng đường đi, chứ không phải là đích đến, mới là điều quan trọng. Phỏng theo niềm vui trên đường đời, trong tập sách Sự giàu có tâm hồn, trang 46. Các tu sinh có nhận ra những điều chúng ta đang tu học chưa? Mục tiêu chúng ta nhắm là phải làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Nhưng trên những chặng đường tu tập, chúng ta đã thu nhặt những kết quả không phải ít. Nếu các tu sinh thật lòng tu tập, thì kết quả làm chủ sinh già bệnh chết rất rõ ràng, không phải là chuyện mơ hồ trong tưởng. Bài học thứ 31: rèn nhân cách, đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành, sự hy sinh cao cả. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, trong hành trình lần đầu tiên đến châu Mỹ, con tàu chở khách sang trọng Titanic mang số hiệu Con tàu không bao giờ chìm đã va vào một tảng băng trôi và thân tàu dần chìm xuống. Trên tàu, hơn 2.200 hành khách bắt đầu nhốn nháo trong nỗi kinh hoàng. Thuyền cứu hộ chỉ cứu được rất ít người, ưu tiên cứu phụ nữ và trẻ em. Lúc này một phụ nữ trung niên gào lên nói với đội cứu sinh trên chiếc thuyền đã đầy ắp người: có ai có thể cho tôi một vị trí không? Hai con tôi đang ở trên đó. Có người trả lời: không còn chỗ nữa, phải lên, phải lên bớt người, thuyền cứu hộ chìm mất. Mẹ, mẹ! Hai đứa trẻ khóc òa lên, người phụ nữ thấy trong lòng đau như dao cắt. Cô gái lạ ngồi bên cạnh hai đứa trẻ từ từ đứng lên, rời khỏi thuyền cứu hộ, trở lại con tàu đang bị chìm, nói với người mẹ đang đau khổ tuyệt vọng: bây giờ bên các con chị có một chỗ trống, chị mau sang bên đó đi, tôi chưa kết hôn, chưa có con. 2 giờ sau, tàu Titanic chìm xuống. Cô gái lạ đã không may gặp nạn cùng với hơn 1.500 người. Không có ai hiểu nhiều, chỉ nghe cô ấy gọi Evin, tự mình ngồi trên tàu chuẩn bị về ngôi nhà đầy sóng dỗ, bố sẽ đón con. Phan Thanh Anh biên soạn 149 câu chuyện thấm đậm tình người, trang 88, bài 45, sự hy sinh cao cả. Những câu hỏi: 1. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, trong hành trình lần đầu tiên đến châu Mỹ, con tàu chở khách sang trọng Titanic mang số hiệu Con tàu không bao giờ chìm đã va vào một tảng băng trôi và thân tàu dần dần chìm xuống. Câu nói về duyên tan cộng nghiệp nhân quả của con tàu Titanic. 2. Trên tàu, hơn 2.200 hành khách bắt đầu nhốn nháo trong nỗi kinh hoàng. Thuyền cứu hộ chỉ cứu được rất ít người, ưu tiên cứu phụ nữ và trẻ em. Lúc này một phụ nữ trung niên gào lên nói với đội cứu sinh trên chiếc thuyền đã đầy ắp người: có ai có thể cho tôi một vị trí không? Hai con tôi đang ở trên đó. Câu này nói về nghiệp báo nhân quả của 2.200 hành khách trên tàu. 3. Có người trả lời: không còn chỗ nữa, phải lên bớt người, thuyền cứu hộ chìm mất. Mẹ! Hai đứa trẻ khóc òa lên, người phụ nữ thấy trong lòng đau như cắt. Câu này chỉ cảnh địa ngục trần gian. 4. Một cô gái lạ ngồi bên cạnh hai đứa trẻ từ từ đứng lên, rời khỏi thuyền cứu hộ, trở lại con tàu đang bị chìm, nói với người mẹ đang đau khổ tuyệt vọng: bây giờ bên các con chị có một chỗ trống, chị mau sang bên đó đi, tôi chưa kết hôn, chưa có con. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh cứu người một hướng khẩu hành, thân hành tuyệt vời. 5. Sau 2 giờ, tàu Titanic chìm xuống, cô gái lạ đã không may gặp nạn,
cùng với hơn 1.500 người. Không có ai hiểu nhiều, chỉ nghe cô ấy gọi Evin, tự mình ngồi trên tàu chuẩn bị về ngôi nhà đầy sóng dỗ, bố sẽ đón con. Câu này dạy đức hy sinh hiếu sinh một hướng thật tuyệt vời. Đây là đạo đức hiếu sinh một hướng tuyệt vời. Cô Evin đã biết hy sinh mình để cho hai cháu bé không mất mẹ, một hành động cao thượng đáng ca ngợi và đáng khâm phục. Ở đây chúng ta đang học đức hiếu sinh từ một hướng đến nhiều hướng để biết phân biệt rõ ràng. Đạo đức hiếu sinh một hướng thường có sự hy sinh bản thân mình để đem lại sự an vui cho người khác. Đó là nhân quả nghiệp báo đời trước. Cho nên cô Evin tuy hy sinh mình chết theo con tàu Titanic để hai em bé không mất mẹ, nhưng trước khi chết cô nhớ thương bố cô lắm. Cô gọi bố đón cô, có lẽ bố cô đã ra người thiên cổ. Câu chuyện hy sinh sự sống của mình để cho người khác sống thật là cao cả, khiến mọi người đều xúc động. Từ câu chuyện vết thẹo người mẹ hy sinh cứu con mình, đến chuyện con chim ưng hy sinh mình để cứu chủ Thành Cát Tư Hãn, rồi cô gái Evin hy sinh mình để hai em bé không mồ côi mẹ. Những hy sinh ấy thật là cao cả, nhưng nó là đức hiếu sinh một hướng của nhân quả quá nghiệt ngã. Vì thế, Đạo Phật ra đời xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả với đức hiếu sinh nhiều hướng để chuyển hóa, làm thay đổi nhân quả nghiệt ngã, để đưa con người ra khỏi mọi sự khổ đau. Hỡi các tu sinh, đây chỉ là một đạo lộ duy nhất để làm thay đổi nhân quả. Nếu không đi con đường này thì chẳng còn có con đường nào khác nữa. Con đường này không ai đi thay thế cho ai được, mọi người phải tự đi cho mình. Dù như cha mẹ có thương con, có hy sinh cho con bằng cả sinh mạng của mình, cũng không giúp ích gì cho con được, mà chính người con phải tự đi cho mình. Vì thế Đức Phật dạy, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là con đường đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nền nhân quả nghiệp báo đã chuyển hóa từ quả ác khổ đau chuyển thành quả thiện an vui, thì làm sao còn có cảnh hy sinh trong tình thương cao cả bằng nước mắt chia ly kẻ ở người đi. Đúng, Đạo Phật rất tuyệt vời, đem lại tình thương trong an lạc, chứ không phải đem lại tình thương trong nước mắt. Hiểu được như vậy, chúng tôi mong rằng tất cả tu sinh hãy nỗ lực sống với đức hiếu sinh, lấy đức hiếu sinh làm sự sống cho mình. Những lời sau cùng. Hôm nay chúng tôi biên soạn bộ sách giáo án rèn nhân cách đạo đức hiếu sinh lớp ngũ giới tập 2 đến đây tạm dừng. Vì đức hiếu sinh là những hành động sống hàng ngày của mọi người, thì biết giết đến bao giờ cho hết. Theo chúng tôi nghĩ, từ đây về sau sẽ có nhiều bộ sách dạy về đức hiếu sinh ra đời, do các tu sinh lớp học ngũ giới của tu viện Chân Như sẽ tiếp nối dòng tay với chúng tôi dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả đức hiếu sinh. Bằng chứng, chúng tôi đã đọc những giáo án đức hiếu sinh của các tu sinh biên soạn rất chuẩn. Đó là một niềm tự hào của chúng tôi khi thấy các đệ tử của mình trưởng thành trên đức hạnh giới luật. Hãy biên soạn nhiều nữa để bộ sách đạo đức hiếu sinh được đầy đủ hơn và các tu sinh xứng đáng thay thầy dạy đạo đức. Bắt đầu bộ sách giáo án rèn nhân cách đạo đức ly tham lớp ngũ giới thứ hai ra đời, chúng tôi sẽ biên soạn tập 1 và kế tiếp các tu sinh hãy cố gắng giúp chúng tôi biên soạn tập 2, 3. Việc biên soạn giáo án là một việc làm rất cần thiết để mở màn cho một nền đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu hôm nay chúng ta có sẵn đủ 5 bộ sách giáo án dạy 5 lớp ngũ giới thì đỡ nhọc nhằn biết bao nhiêu. Sau khi được tuyển chọn lên lớp 2 này, quý tu sinh hãy cố gắng tu học hơn nữa, nhất là áp dụng vào đời sống đức hiếu sinh cho trọn vẹn. Sau cùng, chúng tôi thành tâm chúc các tu sinh thành tựu viên mãn đức hiếu sinh để chuyển sang một đức hạnh khác cũng không kém đức hiếu sinh, đó là đức ly tham. Kính ghi, tu viện Chân Như.